Trong trận đấu quyết định ở bảng B ASEAN 19, Olympic Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Olympic Saudi Arabia. Trận thua với tỷ số 1-3 trước đối thủ Tây Á đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Olympic Saudi Arabia đã lọt vào vòng 1/8 ASEAN 19 với vị trí thứ 2 bảng B. Ở vòng đấu tiếp theo, Chim Ưng Xanh sẽ đối diện với thử thách khá dễ thở là Olympic Ấn Độ. Bình luận về trận đấu gặp Olympic Việt Nam, báo giới Saudi Arabia cho rằng đội nhà đã giành chiến thắng khá dễ dàng. Tờ OKZ bình luận, Olympic Saudi Arabia không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước Olympic Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng B. Trước đối thủ giảm sút cả về thể lực lẫn tinh thần, Olympic Saudi Arabia có những bàn thắng khá dễ dàng, đặc biệt ở cuối hiệp 2. Với kết quả này, Olympic Saudi Arabia và Olympic Iran đã giành tấm vé đi tiếp ở bảng B. Tờ Mercato Today bình luận, Olympic Saudi Arabia xuất sắc vượt qua thử thách Olympic Việt Nam để giành tấm vé đi tiếp. Trong trận đấu này, Chim Ưng Xanh khá vất vả trong hiệp 1 và phải chờ tới thời gian cuối hiệp đấu mới mở tỷ số. Những bàn thắng tới khá dễ dàng với Olympic Saudi Arabia trong thời gian cuối trận khi Olympic Việt Nam buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tờ Kora cho rằng Olympic Saudi Arabia đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Olympic Việt Nam để giành quyền lọt vào vòng 1/8. Đại diện của Tây Á vẫn đi đúng hướng ở nhiệm vụ giành tấm huy chương vàng ASEAN. Tờ Al Arabi bình luận, Olympic Saudi Arabia tiếp đối thành công của các đội bóng Tây Á ở ASEAN 19. Ngoại trừ Olympic Kuwait bị loại đáng tiếc, các đại diện còn lại ở khu vực này như Iran, Bahrain, Palestine, Qatar đều xuất sắc giành vé lọt vào vòng đấu tiếp theo. Tờ Al Sadd dẫn lời của huấn luyện viên Saad Al-Seri khẳng định ông chưa hài lòng về màn trình diễn của đội nhà trong trận đấu với Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên của Olympic Saudi Arabia cho biết, tôi thừa nhận các cầu thủ Olympic Saudi Arabia không dứt điểm tốt trong trận đấu này. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, toàn đội cần cải thiện trong các trận đấu sắp tới. Đặc biệt, những trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp rất khó khăn. Do đó, toàn đội cần thể hiện sự tập trung và sắc sảo hơn.